Trong số 28 nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo tại công trường dự án Formosa, có 4 nạn nhân bị đa chấn thương nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội điều trị. Cho tới ngày hôm nay thì sức khỏe của các nạn nhân này đã dần ổn định. Nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị ở khoa cấp cứu là Cao Xuân Hòa, 34 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Đây là một trong những bệnh nhân nặng nhất trong số 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trước đó được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân Hòa bị chấn thương lồng ngực, có tràn khí màng phổi. Hiện sức khỏe bệnh nhân Hòa đã qua cơn nguy kịch và đang được kiểm soát. 3 bệnh nhân nặng nữa cũng được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị tại khoa cấp cứu và tạo hình hàm mặt. Các bệnh nhân này đều bị đa chấn thương ở mặt và ngực. Các bác sĩ cho biết ngày hôm nay sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, các vết thương không còn nguy hiểm. Bệnh nhân có thể sẽ phải trải qua một số cuộc phẫu thuật để hồi phục sức khỏe hoàn toàn.